Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Đầu game mình ăn bùa đỏ xong thì thấy team bạn tập trung đông ở đường rồng nên mình cũng lại góp vui tí. Mình đi farm tiếp đây. Mình tranh thủ ăn nhanh con tà thần cho team luôn nha. Một pha xài chiêu cuối né chiêu 2 của Vong Cát quá mãn nhãn luôn. Lúc này thấy team bạn thiếu rừng, mình quyết định xuống công bát luôn nha các bạn. Bay chiêu cuối chặn đầu nè. Một lúc chết hết 4 thành viên team địch, triple kill dành cho mình nha các bạn. Nhân dịp có pha highlight này, xin các bạn hãy để lại cho kênh của mình một đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Combat với lâu thì chỉ cần đợi nó mất nước là được nha các bạn. Mình cấu rỉ nhẹ AD nha. Không cho Vong Cát xuống ngựa luôn. Vậy mà mình không có mạng nào luôn. Lúc này gấu nhìn thấy mình nhưng cũng không thể nào chạy thoát được đâu nha các bạn. Thank you.
con rồng cho tim luôn nha các bạn. Bay ra được rồi nhưng vẫn bị trụ bắn thêm phát nữa nên mình đã bị mất dinh mạng đầu tiên rồi. Sau khi hồi sinh dậy mình ăn thêm con rồng nữa nha. Sau đó ra cứu top nè. Còn lau ri eo thì chỉ cần mất nước là chết thôi. Mình đi farm để hồi máu nhưng đồng đội của mình làm hết rồi mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video của mình nha. Hãy để lại cho mình một đăng ký kênh để theo dõi quá trình lấy cục vàng pen của mình nha. Mình yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.